7. Con với chú đóng một chùm nữa con nhớ mà. Không, phải. Bản dễ đâu. Quen lắm. Cuốn trọng. Rồi ba này đi nó có cặp gì không? Con chú Nam đó cả nhà ơi, chú Nam chơi kỳ quá à. Không có. Nếu mà của chú bao nhiêu thì cũng nhỏ. Không có, cái này là củ cải nó vậy hả ta? Không, organic đây. Organic mà. Organic mà, củ cải cái này là tự nhiên luôn hả? Tự nhiên. Nhưng mà nó còn lớn nữa không ta? Không, nó vô đó rồi người ta thu hoạch rồi đó. Nè nó tới em được không? Rồi chơi, phá bỏ. Rồi chặt đây nè, thấy không? Em nè. À. Đâu rồi, cái rổ rau đâu? Cho anh cái rổ đi. Cho anh rổ cà rốt. Đây ha. Phá bỏ hết. Nè. 2, 3. Nhảy lên thôi là xong. Nhảy lên thôi là chạy gần ổng đúng không? Chạy dữ. Rồi ok. Nè, để xuống. Nè. Nè đã, chăm. Ủa đạt luôn hả? Chưa, cái này thôi. Nè. Em nè là ổng quay lại em thấy nó liền. Vậy thôi. Cứ kiểu như là. Ừ. Thôi em tự diễn. Ừ. Chạy đây, qua đây. Đến đây bay qua cây này xong. Ok. Rồi chuẩn bị, lấy khu. Chạy cái đá, thôi đó. Đem hắn, anh lắm vô, anh thêm luôn à. Trời ơi. Thấy cà rốt thôi. Thấy cà rốt thôi á. Đúng rồi. Đây đây, ok. Đó, đúng rồi. Đã nét đúng không? Rồi. Chơi. Chữ bay. Không nét đâu, lấy cái rốt không chứ được. Chắc biết chi là hiểu không? Hiểu, không có em. Không thấy bài phía bài. Bài phía đó. Đó. Lùi lại bạn, lùi lại bạn, lùi lại bạn, thấy mặt ok không? Rồi hiểu rồi, không không em mặc qua đây nè, chăm đừng thấy, đừng quay qua đó quá, cái tay về về quạt quay qua đây, quay qua nữa mặc qua đây, cái tay để im nữa, đúng rồi. Rồi nè, về chăm qua bên bên phải, chăm mày không che làm bộ bay đi. Rồi một máy đâu. Xin chào quý khán giả của 100 Official và đây sẽ là hậu trường của tập 2. Thì mở màn tập 2 thì mình mới gặp anh Hiếu được có một lần hai lần thôi. Mình đã bay vô quýnh ổng luôn rồi. Cái tội chê cà rốt của nhà mình hả? Yeah! Đó. Máy đâu? Té vô bao nước cái đồ bấm. Không cần trong hình nha. Hiếu lùi ra trước. Anh. Giờ em xin giới thiệu sơ với anh thôi. Yeah, em karate đai đen. Rồi chậm qua kia xíu. Karate, karate đại đen. Nước cho tập thêm đi. Chăm nước thêm đi em ơi. Ôi, chăm nước thêm đầy đầy lên té không có đau. Té này cấn ra diễn viên cái xương. Té cấn vô cái thành sao. Quá trời ly rồi. Sắp luôn anh. Đổ đây qua nè. Đổ đây thì thôi này chống. Anh Hiếu ơi, em không có biết diễn hình thể đâu nha. Em đạp là em đạp thiệt đó. Cái máy nào hứng thiệt đi em. Em xem sao nè. Anh coi là cái cọng này mà em là một phát một đi rồi. Thấy ghê không? Không chưa chưa chưa. Đã hiểu cái tay sao rồi đó. Ê sớm nhà lá ơi. Nghe chưa? Sớm nhà lá, mua hết nè, sớm nhà lá. Anh vậy rồi em chạy vô em bay lên thôi đúng không? Khoan đạp đúng không? Khoan đạp. Nó đạp đi mà. Rồi ao nè. Ao rổ luôn nè. Ao rổ vô bánh rau đi. Rồi, 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 cái rổ vô bánh rau đi, kéo vô đây nè. Cái rổ của Trâm nãy ngã đứng kìa. Dục quá. Dạ dạ để sẵn đi. Ao ghế đỏ luôn à. Ao chân bay bay đúng em nãy giờ nè. Trâm này đã chồng hình nè, Trâm hiểu không? Em ráng bay sao trên chồng hình của anh lẻ qua đây là xong. Không cần đến Hiếu. Không cần đến Hiếu ha. Bay đây nè, đến qua bay qua bụi này là xong ha. Máy chạy. Rồi 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 rồi. Rồi chơi. Được máy. Máy chạy. Máy thấp á, cao quá. Máy em cao quá, thấp chùm luôn. Lấy đường bay mà. Thôi được rồi. Máy. Máy nó lấy không được thôi. Không được thôi. Máy. Viết. Bộ diễn lại như cũ luôn ha. Yeah. Không, diễn nó bay thôi. Thôi thôi diễn nó bay thôi, chậm bay thôi, em xong rồi đó. Diễn bay thôi, em ngó lên, yeah, thấy chạy lại, em ngó lên rồi ha. Là em ngó lên nha, là chậm bay nha. Máy đang chạy. Chắc bay em cao quá. Diễn. Trời ơi, chết chết rồi.
phóng phóng vô đó cào cào chứ được không? Không nổi à? Bây giờ cái cuối không được tính gốc khác máy chạy. Ai à, ai đó ngã bắt rau. À, ngồi xuống đây. Ngồi xuống ngồi luôn. Nằm xuống giùm cái. Không thấy không? Giết. Rồi cái nghiệp nghiệp chân bản sao? Không sao sao. Máy vô đây đây. Là ăn trái nữa đi anh. Quay, không, không được được. Cái chân này chân trái rồi. Là cái nữa vậy? Đâu rồi? Không mày bị phóng lên thôi à, là anh bỏ rồi. Máy chạy. Chưa? Để chưa? Nắng lên. Dễ. Rồi cái này. Đồ đồ đó. Rồi đây. Nó có chịu mang giờ tới tao nãy giờ. Mang đôi tôi đành là xong rồi. Hấp luôn nè. Cầm máy anh heo á. Rồi bây giờ nhà máy nó thấp đó, em đi gần bay sao qua máy. Chưa biết đạp được cái níu không rồi, em thấy em đang bay mệt quá. Này chắc để GoPro á. Hồi sáng trời lạnh lắm rồi, sao giờ nóng vậy trời. Anh kéo Đà Lạt mới lạnh giùm em. GoPro thì phải chuẩn bị. Muốn sao cái gì phải chuẩn bị chứ. Rồi. Em phải tin bay hết chứ. Đâu tin bay rồi anh. Ai biết được bay vậy đâu. Chỉ đi đọc tin bay. Đâu tính tới đó. Má nhảy nữa. Cái gù rồ lên đây. À. Má nhảy ngược ngược xuống. Gù rồ nữa sao? Chắc thêm thùng nữa tí rồi. Nó để đây nè, để luôn đây nè. Rồi vậy thôi, gù rồ đang chờ gù rồ. À lấy châm lên đây cho. Bưng châm lên anh mới đó. Cái thùng máy à, đó. Em được bưng lên luôn hả? Tất cả mọi người đâu, tập hợp bưng châm anh coi. Thiết kế. Thức. Dạ, thức ơi, lên điện thoại. Giờ thức cái quất. À chừng quất chụp hình. Diễn em chừng lỗi. Thôi hai chị ra được giữ tổng tá. Hỏi khung thôi. Chứ đừng có nhảy của tao nha. Thôi nha, quan nhảy cho tao nha. Chăm lên lên cái thứ xế chừng vậy nè. Đúng không? Quất là dài đứa hai bên. Để lên cho đã là nó. Rồi bưng lên. Chăm cái đu lên đi. Rồi bưng cái eo của chăm á. Anh thấy cái chừng gì thôi vô chừng. 2, 3 ở trong cái thùng quá. Giờ này ráng xong vậy nè. Hồi sáng tôi bỏ trong cái thùng nào mấy ông nội ơi. Chịu nó kìa. Rồi, đa máy đây mấy đó. Máy đây đa. Đa, đa. Máy đây đa. Cũng mặt nghiêm trọng rồi. Đây nè. Vô. Chân chậm được. Rồi thiếu tự ngã. Máy thấp thôi, để nó ngã khỏi cung rồi. Đừng thu nữa. Rồi máy đây bỏ chân luôn. À, chậm. Lấy chân lại. Giấu cái chân này, lấy góc nhìn. Chân góc nhìn, mặt qua đây đừng cho thấy mặt. Dạ. Nè, rồi, à, khi quay lại, khi quay lại ngó là hớp hồn cái là tụi em phải chân chậm vô thôi, chậm thẳng chân hình vô rồi. Lúc mà em á làm nó quay mặt lại là em đọc luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, em á là em quay mặt lại đó. Tại vì ai trước khi đọc thì là chân. Dạ. Thấy được bóp. Đây qua đây. Ủa. Đâu cần anh đứng xịt cho em vừa đâu cần cái ghế lên rồi. Đây đây. Đây đây. Để đó là đá từ dưới lên. Em vô khung anh là từ dưới lên. Còn anh đang chơi bài. Bài rồi. Anh chơi em bài luôn hả? Quá dữ. Đá từ dưới lên không chịu rồi cho bài luôn. Máy bắt cái tập tả. Quay qua Hiếu, quay qua. Quay qua, quay qua, quay qua nhìn cho anh đang canh khung. Quay luôn cái người để đạp vô lực. Đúng rồi, khá hết hồn. Phải đạp ra đây nha. Rồi chánh nè, đằng sau bắt ra chánh nè. Chánh đi em. Nhưng mà đây té vô nào nước nha. Mấy em, mấy em, nè, đùi lắm. Nhìn Hiếu, nhìn Hiếu. Nhìn qua đây Hiếu, nhìn qua, á, à, nhìn qua đây. À. Từ từ, à, dơ, dơ. Từ từ, đến cánh cung đã, đã được, đã. Rồi, đúng rồi. Chuẩn bị. Rồi, chú nè, bên chú nè. Chuẩn bị cầm cao xíu Hiếu ơi. Cầm cao nè. Ok. Trời ơi. Coi ngược cái chân ông coi dưới nè. Đây cần nha. Máy qua Quán Nhi xong chưa? Quán Nhi, Quán Nhi. Bây giờ em quay hẳn qua kia đi Hiếu, An Giang được cái mặt hẳn luôn. Khi em quay ngược lại nãy anh lấy điện rồi. Đó đồ phim nó vậy đó. Máy chạy. Quay qua nha. Hẳn nữa Hiếu, hẳn nữa Hiếu. Em quay hẳn là đúng rồi. Khi quay lại thì hướng này. Em yên tâm, nó quay rồi nó mới đẩy chân châm vô. Rồi em nè, em Hiếu anh dặn nè, em hụp xuống khỏi cung anh. Anh nhưng mà quay qua là chưa biết em đạp, quay qua chưa biết em đạp. Đúng rồi. Té xuống luôn đi giờ. Té xuống thì đừng vô nước. Đừng vô nước. Đúng rồi. Chị quay. Quay qua chưa chưa hoảng hốt nha. Quay qua thấy em thôi chứ chưa có biết em đạp. Ok ok. Rồi máy chạy. Rồi. Máy.
Rồi góc nhìn, đang là góc nhìn, đừng cho thấy mặt. Xuống nắng. Máy. Xuống nắng là lên mở khẩu. Đâu. Xem lại đây. Có lại cho anh, có lại không có lại. Ra đây coi nè. Tên tên lấy tấm bô lì rồi, tên lấy gì rồi không? Mấy tấm thôi. Mở ra. Trên xe tải, trên đầu xe tải. Bây giờ chỉ còn lấy gốc bài của em nữa xong. Yeah. Gốc toàn đó. Hai đứa tập hồi. Đóng lên gì mới đó. Được không Vương? Chưa thấy gì hết á. Không mò mò được luôn hả? Không có rút cáp ở đây không? Ở đây. Wallet mà. Wallet chơi xài wallet. Có lên không? Lên không? Nó đem đó lại đây tao coi luôn coi. Đa đặt cái đu rồ ra. Tao thấy được rồi mà tại vì cái bàn hình lộn ngược. Không. Ủa xe để đâu? Đúng rồi kia hả? Đồ đồ em đồ dốc rồi. Nếu nó phát hiện bị sớm thôi chứ đạp ok. Nếu quay lại là biết. Là em không A cho nó thôi, nó cầm vé. Nó quay lại A, em A trước nó cầm vé. Nó lên kìa. Mà ngược nè, coi ngược. Lên kìa, lên kìa. Rồi quay. À, đây ha. Cái kia là bay là chạy vô ha, chút có hình bay lên nữa. Chừng chờ cái được rồi, cái nữa, cái nữa chừng bị chờ à, cái nữa đây ơi, đây cái nữa rồi, biết sao không thức cái chân của chồng bị chờ đó không, vô sớm vô khung cái chờ mà vô đẩy vô luôn thiếu ok tốt em, bây giờ chỉ cái chân ngực bây giờ là tại thức nè, không phải thức á, thức vậy là thức, em đừng có vô cái thuận lại em chờ, em vô nhịp hai là bị chờ chưa thẳng luôn chăm em làm trước này a hiếu. Tôi bây giờ cho tôi ra đúng rồi. Ok. Vậy nha. Máy. Cả nếu tự té được. Đẹp đó. Giúp đi. Rồi nhảy lên nè. Ê, chỗ này em kêu em A rồi nó diễn nha. Nó quay lên là đẩy vô luôn nha lên lên với thôi. Thì em có đẩy vô anh quay qua là anh thấy là không em quay qua hết hồn chứ thì chân mới vô. Máy chạy. Vậy em A trước nè. Máy. Chưa chưa chưa. Chạy chứ đây. Ê anh chưa. Để cái củ cà rốt gần anh chịu. Thả xuống đi chừng nào ông kêu bắt đầu đi rồi chạy lên. Xuống. Quá Nhi ơi. Dạ. Nhìn mỏi thấy hai ông tay ông nào ông nói mỏi quá trời mỏi. Dài mạnh quá Nhi. Hai ông này khiêng tôi không nổi mà. Lấy gì anh? Quản Nhi đặt. Cái gì ơi? Đặt xà vai. Ok ok. Chân đá vô. Đặt tả ngực. Rồi lên. Mãi. Mãi chưa đây. Mãi. Nhét. Rồi đơn ơi. Ok. Rồi đây nó bay rồi, 100 300. Bay giờ tới em bay nè. Bắt đầu rồi rớt sau tao nước rồi này. Đúng không? Ru rồ. Để dành đi anh. Lấy tiếp này đi. Em đi lô để dành nè. Ok. Góc máy cao chục này. Rồi đi. Đi. Thấy mẹ đâu. Rồi bây giờ em rớt xuống thao nước này. Trăm sẽ bay từ hướng này vô là bộ thôi, giờ là bộ thôi. Em rớt. Lấy một cái góc ngang cho anh đi. Một cái tròn. Chỗ anh luôn hả? Rồi, một cái góc ngang này nè. Cho lấy hiếu. Một cái cận hiếu luôn để ướt một lần. Rồi. Nó lại. Cái trung ngang này lấy hai thau nước. Hai. Quảng vô quảng, 24-70 quảng. 24-70 hả? Anh yếu lấy điện thoại rồi ra chưa? Cận, tháo mi đi. 24-70, đụng má. Cận động cho in thêm. Ok. Một cái tóc xót, còn trăm thì bay nó được bay nghe đó. Nghe là bay liền, ngủ quá mà đứng coi phim. Diễn á, là trăm vậy nè trăm. Nghe là chụp liền hả? Nãy cái chân vậy nè phải không? Giờ diễn đưa chân lên thôi. Bóp. Lúc mà vậy sợ kênh hồi với trăm mà coi nha. Là nếu rồi từ giờ xuống. Đúng rồi, cái chân em sẽ rất co xuống. Dạ. Hiếu dành cho đón mới đón này. Đón nào đón riêng. Độc lập nha, không lấy châm nha. Dạ, anh dưới 2470 nè, không sao. Chân ơi. Rồi Hiếu. 2470. Anh nhỏ. Anh ơi. Em đứng làm sao mà em dễ té cái chân vô đây. Rồi xong. Có quả đúng không? Quả. Nè. Em vô. Ủa, đạp cái là dưới luôn. Lấy 2470 anh ơi. Tới tới tới. Lép qua đây. Diễn đây là bộ lên. Làm cái đây cũng được sao? Em lấy Hiếu. Làm sao em tự té vô thằng nước? Ok. Coi chừng cái lưng em. Ok. Coi chừng cái lưng đập cái lưng của hai cái thao với hộ Hiếu hộ giọng á. Hơi cứng. Wow. Ha. Đó, lấy 2470 đi.
Em nghĩ là anh lớn lên xíu đi cho cái đít nó vô cái thao rồi đẹp lắm. Không, không Hiếu làm sao Hiếu. Okay. Hiếu làm sao cũng được. Rồi, đạp ra ra chơi. Anh ơi bậy anh ơi. Đồ. Rồi ai biết chỉnh cái mo vô chỉnh cái mo giờ nó bị ngược nữa nè. Ngược của mình á hả? Tắt cái bỏ đi. Châm giả đè bị giả lắm. Cái đó là nó viết kiểu mà. Mương đồ, mương nước đồ. Được không? Cái đó là cho mình sao. Con này mà đè lên rồi môi kế môi kề môi rồi con này chỉ có nó có ghiền quá thôi mẹ cha. Rồi anh đáp gọi nè, anh đáp gọi nha. Hiếu té xuống. Cốt. Là anh hả? Là anh hả? Dễ dễ nói. Cô đã cô phản ứng đã, mới đầu cô đã phản ứng cô. Cô. Kéo. Là anh hả? Kéo tôi lên. Rồi tiếp. Kéo tôi lên giùm cái. Thôi sẵn rồi tắm luôn đi. Sẵn luôn đi. Ừ, thôi sẵn tắm luôn. Sẵn thì tắm luôn đi. Ok, chị Bảy. Rồi, chào nữa. Ủa, bây em nó cái hẹp luôn hả? Em lấy, em. No, em lấy châm nó đá bị giả. Anh chỉ yêu cầu em lấy cái này thôi và đúng cái này. Cái này hả? Đúng. Ủa, đá. Ủa, sao? Đủ cần lần thôi nha. Em không lấy cái hẹp, đa xe lên cái đó. Ok. Em lấy đúng cái đón nè, em đón cái đầu cái hẹp, coi chừng không mất đầu Hiếu nha. Nếu em mà bộ dịnh vô thao mình Hiếu, Hiếu dịnh thao, từ từ Hiếu được ướt nha. Đây, rồi nè, lấy đúng cái thao đó, thấy chưa? Rồi, đó, cái này. Ừ. Vô vô, ai giùm hai ghế coi. Cái thao này nè, xích ra manh nè, nè, Tâm ơi. Xích cái ai sao lên đây chút xíu manh. Lên đây, hai lần sau bắt rau. Xích lên trên đúng không? Lên góc máy này lên. Đó, nó. Đừng xích gần thao với nhau, xích lên thôi. Yeah. Đúng rồi. Ok vậy nha, chuẩn bị. Đá được không đá? Ok. Rồi đang đo. Tập trung nha, quan trọng nha. Máy. Để luôn được không? Để luôn. Máy chạy. Em đạp chân ra luôn không anh? Bây giờ dễ đạp chân thôi. Máy chạy. À, châm qua trái xíu châm. Ok, máy. Chạy. Giết. Yeah. Cô. Châm đứng lùi đứng lùi. Cô. Là anh hả? Cô làm gì vậy? Kéo tôi lên. Kéo giùm tôi lên coi. Sẵn rồi tắm luôn đi nha. Cô. Cô kia. Đập cái đó luôn. Rồi cái này ok. Ok. Từ lấy cầm châm đi. Rồi Hiếu. Đứt đỡ Hiếu dậy. Chút em ô lép nhẹ xuống đây. Máy đâu? Đây. Máy đây. Một máy đây ha. Máy cầm châm đây nè. Rồi phim bằng tư thôi. Quá khó chịu chích mày quản rồi quản rồi da không kia nhảy anh nếu bị đổ bụng á cho mình em cáo con nhé cáo chú ông kia được không đây nó lấy cái này nè nó lấy ngoài da mà nó bị không thắng thường nó chặt nước lên liền nước liền nước luôn rồi chung hạ máy luôn á thành cái toàn hẹp thành cái Trung Mỹ chậm á có bi hả? Luôn anh. Mãi sáng rồi. Chứ ba bi hả? Đi chậm luôn chứ, đi chung chậm luôn chứ. Có xài chân không? Cần đấy. Hả? Xài chân không? Không. Giờ vô lại cái kia luôn đúng không? Chứ ba. Anh. Vô đằng đó. Dạ. Bây giờ lại bắt đầu là anh té xuống nè. Cho qua. Cà rốt nè. Nãy cầm cà rốt. Anh chậm nhớ chậm, chậm cứ ngói chậm, nhớ Hiếu đi, ngồi xuống. Ờ, anh quậy. Anh! Qua đây nè, qua đây nó không trắng. Ờ, qua đó. Để nè. Đủ cái chân vốn kiến nha. Cảnh đầu tiên của anh Hiếu là cho ước mình rồi. Cảnh đầu tiên luôn, tắm luôn. Đẹp trai chứ. Đúng đẹp trai, anh thì cũng đẹp trai mà. Không ý, nhưng mà lạnh nhanh quá. Ồ hồi sáng luôn chứ quéo càng hoặc là chiều. Tại qua em lên sớm quá mà em chưa tắm thì tụi nó nói vậy. Anh cho em tắm luôn. Kêu qua lên sớm quá mà cái buồn ngủ luôn. Để anh đếm gì Sài Gòn nữa. Được chưa? Chăm diện cửa điệu xuống rồi.
chưa điệu xíu thôi. Ok vậy ha. Bỏ dù ra, bỏ dù. Lại cho mày. Bỏ dù ra. Có cắp hình đúng không? Chạy chạy. Ủa? Điệu xíu lại ha, lại té lại. Té lại không anh? Đúng rồi. Đưa ly ao đi. Đây có bằng nước vô mặt cho mấy ông này không? Đừng lo, đừng lo bạn ơi. Không không, mày. Mày đâu không có quay. Máy trong mo là của ai vậy? Máy trong mo là cái tròn á. Không quay. Rồi Quang, lấy máy anh đi. Chết. Lấy máy anh đi. Nè cầm máy. Lấy máy anh cho anh mình coi. Đổi lên. Khỏi đổi luôn. Khỏi đổi luôn. Khỏi đổi luôn. 1635 mà. Cá ngon rồi. Đến bị lắp ở trên. Đó, cái này vậy luôn á. Tự tự hết luôn á. Em nhìn mấy mình chạy gì. Vậy cái Đà Lạt mà mua mà lạnh xuống nước này cá lên béo luôn á. Này mà quay sáng là xong luôn. Ừ. Kéo này tối. Giờ lấy cận anh mà đâu thấy bụng đâu. Nhưng mà đại cái nước nó dội cái bụng lắm. Hay là ngủ đừng xíu. Rồi chết đây. Mà tại lúc nước rồi, à chấm dẹp qua đây một miếng à. Rồi. Cứ cần giơ chân lên không à. À ok. Máy chạy. Máy chạy. Máy chạy. Quảng xong chưa? Chơi em 2 giây. Cục chụp bên đây nè, Quảng ơi, qua bên chụp lên Quảng. Bọn em đâu diễn ra rồi. Cắt đi. Thôi bỏ luôn đi anh ơi, mày em lỗi rồi. Rồi, mày quăng chạy. Mày em lỗi rồi. Lỗi lỗi mấy nào lỗi kìa. Đi, chạy. Chạy nó đi. Okay. Rồi máy chạy. Giết. Yeah. Cô làm gì vậy? Anh. Cô kéo tôi lên đây. Kéo tôi lên. Hơi sẵn tắm luôn đi. Cô. Mày ăn gì chật đó mày. Quá cái nhĩ luôn, không có cần cái nhĩ, chỉ nhĩ quá trời luôn. Không ơi. Sắc đồ hiểu rồi. À cu rồ. Hả? Cu rồ. Lên ơi. Bây giờ chăm. Ngày đầu tiên quay mà tôi thả. Mấy bạn kia vô coi chừng gặp toilet. Sẽ xem lại rồi đó. Lên đây đây thôi. Cu rồ. Dính vô nước hả? Tay thôi chị, tay thôi dây đồ. Cái đó để phụ quay đây, cái đó để phụ quay. Em bỏ đi. Cu rồ đâu? Cu rồ đi thôi thôi. Được đây. Đây qua cái lùm này đó. Cái mạng như không mấy người ta có rồi, mấy người ta. Đó rồi. Đây đừng. Tôi đưa gô rồ thôi. À chuẩn bị ba gác cho anh đi. Rồi quay cái gô rồ này xong mình xuống dinh quay. Đây là xong hết cái này. Rồi gom cơm siêu bao lên xuống dưới rồi. Rồi nếp ra em để ra cho hư. Hồi sáng tập cái xe nó bị kẹt cái xe tải. Không ra được. Mà dưới mình tập thì ở dưới đây đang quay. Nó nổ bạch rồi tay quay. Bây giờ về anh quay vậy. Chút em cho lên xe. Em ráng đẩy cái quạt con mình. Quạt con mình còn cái chở mà lúc lắc á. Anh sẽ quạt cạnh chỗ khác. Khi đường bằng hơn. Để nó lúc lắc nó dằn dằn trong thùng. Ráng chạy á. Thấy mặt con này. Sao cái cảnh đầu tiên của tôi nó chua dữ vậy. Cảnh đầu tiên của tôi chua quá vậy. Rồi bây giờ hậu trường của tập 2 hết rồi đó. Nói chung là tội nếu mà ướt mẹp mê mà từ giày cho tới quần áo nào. Còn nữa mà. Còn nữa, anh muốn quay nữa hả? Dài lắm. Nghe nói còn quay lạnh nữa không? Đúng rồi còn cút đuôi á. Cút đuôi là em với anh chạy xe ba gác á. Em chở anh về á. Cái này đầy đủ xuống dưới ba gác hết đi. Chắc cho đó xe ba gác đó là xuống đầy xíu 4 thùng. Ủa bây giờ xuống dưới đồ dưới lên. Đem xuống ngay góc ba gác là anh đầu cái nào. Vào góc ba gác là góc phun ở dưới đó. Tiếp ở đây nha, xin chào cả nhà, nha nhớ ủng hộ kênh nha cả nhà, đây là hậu trường thứ 2 nha. Mình sẽ cố gắng quay những cái clip hậu trường vui cho mọi người thấy là để làm ra được một cảnh như thế này thì không phải là diễn viên mà cả một ekip luôn, rất là cực khổ luôn. Cả nhà thấy không, một cảnh mà nãy giờ xong hỏi tôi coi xong rồi đâu có, cái này là sau khi chiếu phim mới up chiếu phim mới up à. Ủa cái này là chiếu phim xong mới up. Trước là chỉ là up những cái hậu trường mà ngồi ăn uống vui vẻ nha thôi, còn mà nội dung phim là up sau chiếu. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, bye 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 bye. Đấy chưa,